Mấy nay thời tiết ở dưới điền thì nói chung là hơi xấu cái gì. Mấy nay mưa liên tục, không biết là cái chỗ anh chị có mưa hay không, nhưng mà mấy ngày nay là mưa là điền không đi quay đất để mà đưa lên kênh để cô chú mình cho luôn anh chị. Thì nay điền cũng là tranh thủ quay một cái sản phẩm ha. Nói chung là gia chủ mình cũng đang cần thanh lý trước Tết ha, để mà thu tiền về trả nợ đó. Thì trước đó thì Điền cũng có quay một sản phẩm này rồi, bây giờ Điền quay lại nữa ha, nhưng mà với cái giá là nó sẽ giảm ha, giảm xuống để bán nhanh anh chị ha. Thì trước khi quay ha, thì Điền cũng nói sơ, chia sẻ sơ vị trí và cái hướng đường đó. Thì hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái vị trí Điền đang đứng này nè, thuộc xã, nhưng mà về cái tiện ích tiện nghi đó thì chẳng khác nào thị trấn, chẳng khác nào trung tâm huyện anh chị. Tại vì xã Phước Tân mình cũng biết rồi ha, giáp ngay thị trấn Phước Bủ, mà vị trí Điền đang đứng đây là ở ngay cái chỗ mà khúc giáp ngay thị trấn Phước Bủ luôn anh chị ha. Cái hướng trước ngào mặt này mình nè, mình chạy thẳng khoảng đâu đó là 500m thôi, 500m, khoảng hơn 500m gì đó là mình có thể là đi thông thường ra cái tỉnh lộ 328 ha. Nói chung là cái đường này là đường O2 nè, nó song song với lại tỉnh lộ 328 ngoài này đó, thì mình di chuyển khoảng hơn 500m thôi. Mình ra đó thì mình dường như gặp ngay cái công viên Hồ Bà Tô này, chợ Bà Tô này, vòng xoay Bà Tô này đó, và trung tâm hành chính luôn. Nói chung là khoảng hơn 500m thôi anh chị nha. Đó là hướng này ha, và mình đi xuống được xuống biển, được xuống được biển Hồ Tràm luôn anh chị nha. Đi khoảng đâu đó là chưa tới 10 cây, cho là 9 cây số đi, mình xuống biển Hồ Tràm luôn gì. Còn mình muốn đi xuống nhanh hơn nữa, mình tới đây ngập ngã tư này, mình rẽ bên tay phải này, có cái đường đỏ, đường nước đỏ, nó đang giải phóng mặt bằng đó, nó đang làm đường đó, làm xong phát nữa là mình di chuyển chắc chưa tới 10 phút là mình xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó, và cái hướng ngược lại đây mình có thể là đi thông thương ra. Nói chung là cái chỗ này ô bằng cờ anh chị, cái đường 328 đó, cái đường huyết mạch để biển đó, thì nằm song song ngoài đây, song song nằm bên phải đây này đó. Rẽ phải thì ra đó, mà còn rẽ trái mình đi vào khu dân cư, cũng như là thông ra cái đường đang làm luôn á, đường đang phóng xuống biển Hồ Tràm đó, đó đường thông thương anh chị nha. Nói chung là mặt tiền khu vực này thì mua bán kinh doanh nhỏ lẻ rất là nhiều anh chị nè. Có thể thấy nè, đầu này có nhà máy may nè, bún riêu bò nè, spa nail, nói chung là kinh doanh nhỏ lẻ trên cái đường này rất là tốt luôn chị nha. Mặt tiền đường nhựa rộng, có mương nước hai bên, điện nước đầy đủ đó. Và cái ngay khúc này thì có ngã cái đường nhánh đầu kia, đường nhánh đường nhựa, còn đường này thì đường bê tông, chạy thẳng khoảng hơn 100m là ra đụng ngay cái tỉnh lộ 328 rồi chị đó. Và đây chị ha, mình quay lại vấn đề chính. Thì cái bất động sản mà Điền muốn giới thiệu thì tất nhiên là nằm trên mặt tiền đường này đây. Thì trước khi review cho chi tiết thì Điền sẽ cung cấp cái thông tin cơ bản cái bất động sản này ha, và sau đó Điền sẽ báo giá luôn. Bất động sản mình đang có diện tích đó, là ngang 6 anh chị. Trước là có nhà nhưng mà đập rồi. Ngang là 6 và sâu vào trong là 29,9, cho là 30 đi, đất mình vuông vức nha. Mặt tiền 6, hậu 6, có sẵn là 80 thổ cư đất ở đây anh chị ha. Đó, nói chung là khoảng đâu đó là quanh gần 200m² đó chị đó. Bám theo mặt tiền đường nhựa này là 6m, và đang có hướng là hướng tây anh chị ha. Giá đang cần bán là lúc trước nha, lúc trước Điền quay thì cách đây khoảng hơn nửa tháng thì đang kêu là 1.350 tỷ. Nói chung là giá cũng thiện chí bán rồi đó, giá cũng là giá đầu tư, giá cũng là giá rẻ rồi đó. Nhưng bây giờ mà gia chủ mình đang thực sự là đang kẹt tiền ha, thì muốn thanh lý sớm hơn, nhanh hơn trước Tết ha, nên là giảm thêm là 60 triệu nữa đó. Thì còn là 1.290 tỷ ha. Và mình sẽ, nói chung là giá này thì gia chủ mình cũng có nói là thiện chí, thì có thể là bớt thêm chút đỉnh nữa cho khách hàng mình làm giấy tờ ha. Đó, nói chung là giá kêu là giá này là giá bán cái gì nha. Đó. Chỗ này thì trung tâm rồi, vị trí thì ủy ban xã Phước Tân chạy lên đây là gặp luôn, ngay trường mầm non, trường học các cấp luôn, khoảng 200-300m thôi ha. Và có chợ tự phát đâu kìa. Vị trí thì trung tâm rồi, khỏi nói vị trí rồi. Với cái vị trí với cái giá này quá tốt. Đó, sâu vào trong thì là 30. Đó, có sẵn là 80 thổ cư rồi. Nói chung đất xã thì mình có thổ cư mình xây dựng thoải mái chị, không cần phải xin giấy phép xây dựng đâu. Đất mình thì quy hoạch, về vấn đề quy hoạch và sổ sách thì đầy đủ hết chứ. Quy hoạch thì phủ hồng toàn bộ. Không không phải mình xây dựng, mình không phải xin giấy phép xây dựng anh chị nha. Đất xã, đất nông thôn không cần ha.
Đó. Mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái theo nhu cầu sử dụng của mình. Đối với điền thì 80 là quá đủ rồi. Đó, chiều sâu của mình vào tới đây. Nói chung cái thế đất của mình thì nói chung là cái thế đất quá đẹp. Nó cao ráo anh chị nha. Đó, rành thì tới đây. Rành móc rõ ràng hết, có tường rào hết anh chị ạ. Đó, tường rào hết. Bám theo, nói chung nhà san sát bám theo cái nhà này ha. Đó, chỗ này thì đang sử dụng là nước sạch rồi đó. Nói chung là lúc trước điền có quay cái này rồi. Lúc đó là đang có cái nhà đó. Nói chung nhà thì cũng xuống cấp rồi. Với thứ hai nữa là nhà xây cũng bị lỗi phong thủy anh chị. Đâm ra gia chủ mình đập luôn cái nhà để mà cái đất nó đẹp hơn, kêu bán nó dễ hơn đó chị. Chứ không có vướng gì hết anh chị nha. Quy hoạch tranh chấp này kia là không có nha. Đang là sổ riêng rồi, sổ hoàn toàn mới chị nha. Sổ hồng, nói chung là mua bán công chứng khi nào cũng được anh chị. Giá cực kỳ rẻ. Nói chung là giá này có thể đầu tư được này. Có thể ăn cư lạc nghiệp được này. Có thể là kinh doanh mua bán trên đường này được luôn. Đó. Ranh móc rõ ràng. Đất vuông vức. Vị trí thì trung tâm rồi. Dường như là nó nằm vị trí giữa trung tâm xã Phước Tân và trung tâm huyện. Ở chỗ này thì vị trí trung tâm huyện. Nằm giữa giữa ngay thị trấn và xã Phước Tân ha. Đó, cho chú mình dễ hình dung. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú di chuyển về đây thì nói chung là để mà xuống biển Hồ Tràm nha. Anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây thì phải mình gặp bất động sản này trước, sau đó mình mới đi xuống được biển được anh chị. Đó. Nói chung là đường xá thì thuận tiện ha. Quá đẹp anh chị. Rồi điền cũng xin được tóm tắt lại một lần nữa ha. Bất sản mình có diện tích là ngang 6, sâu 30. Có là 80 thổ cư ha. Có hướng là hướng Tây. Mặt tiền đường nhựa, khu dân cư đông đúc. Điện nước thì đầy đủ. Và đang cần bán là giá là 1 tỷ 290 triệu. Giá này sẽ có bớt chút đỉnh tiền giấy tờ anh chị. Thương lượng nhiều là không bán được anh chị. Đó. Muốn bán trước Tết anh chị nha. Rồi có chí nào quan tâm thì liên hệ đi. Thiện chí nữa mình sẽ gặp được cái chủ để làm việc ha. Đó. Cô chú chị đừng quên đăng ký kênh Điền để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất. Điền xin chào và hẹn gặp lại những video clip lần sau ha. Xin chào.